Mạnh Quỳnh hứa sẽ cho khán giả thấy Phi Nhung bằng da bằng thịt trong live show sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, theo chia sẻ mới nhất của bà Mary Tô Ngọc Thủy, Giám đốc trung tâm Thủy Nga, live show Thủy Nga Paris by Night 133 sẽ được diễn ra vào tháng 7 sắp tới tại Las Vegas. Theo đó, bà Mary Tô đã chia sẻ một thông tin bất ngờ liên quan đến Phi Nhung, khiến cho khán giả háo hức đón chờ tiết mục đặc biệt này. Sau bài hát Lý con sáo bạc liêu, Mạnh Quỳnh song ca cùng bản thu âm Phi Nhung trên khắp các diễn đàn yêu cầu trung tâm Thúy Nga thực hiện thêm nhiều bản song ca Mạnh Quỳnh Phi Nhung để giọng ca Phi Nhung sẽ còn mãi phục vụ người hâm mộ, yêu thương trên toàn thế giới. Cùng với đó, mới đây Trizy Phương Trinh chia sẻ một đoạn video một nữ nhạc trưởng người Ukraine có khuôn mặt giống hệt Phi Nhung tới 95%. Mặc dù nữ nhạc trưởng này đã lên tiếng bác bỏ nhận định có chung huyết thống với Phi Nhung trên trang cá nhân, nhưng đã mang lại nhiều hy vọng và thêm một lần tưởng nhớ đến cố ca sĩ của khán giả. Là một người nhạy bén trong việc lên ý tưởng bài hát, bà Merito đã trực tiếp liên hệ trao đổi với nữ nhạc công để mời chị tham gia live show Thúy Nga 133 được diễn ra tại Las Vegas, Mỹ. Theo chia sẻ mới nhất, nữ nhạc công đã đồng ý tham gia live show và giao lưu cùng khán giả Việt Nam, nhất là những khán giả hâm mộ Phi Nhung. Chị rất cảm kích vì thấy được sự nhiệt tình từ những sự quan tâm và các tin nhắn từ nhiều người Việt Nam khiến cho nữ nhạc công có thiện cảm. Với mong muốn được giao lưu với khán giả nước ngoài, chị đã đồng ý tham gia live show Thúy Nga 133. Tiết mục đặc biệt tưởng nhớ Phi Nhung được bà Merito mời phụ họa cho bản thu Phi Nhung trong một bài hát nổi tiếng của Phi Nhung trước đây. Có thể nói đây là tiết mục vô cùng ý nghĩa gửi đến khán giả mà chỉ có trung tâm Thúy Nga mới làm được. Bà Merito cho biết, mỗi live show Thúy Nga tôi đều lên ý tưởng độc đáo mới lạ và ý nghĩa để phục vụ tất cả khán giả trong và ngoài nước. Với sự xuất hiện của nữ nhạc công rất giống Phi Nhung, ngay sau khi Gigi Phương Trình tiết lộ, tôi đã nảy ra ý tưởng mời nữ nhạc công vào vai Phi Nhung trong bài hát song ca của Mạnh Quỳnh và bản thu Phi Nhung. Trước đó, tôi mong rằng sẽ đưa Phi Nhung trở lại sân khấu Thúy Nga để một lần nữa khán giả được thấy hình ảnh Phi Nhung xuất hiện diệu kỳ. Xin hẹn gặp lại quý vị tại live show Thúy Nga 133 trong tháng 7, nhất là đối với những khán giả yêu mến cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh.